Rồi chào tất cả anh em nhé. Để đến với clip tiếp theo của mình. Thì trong cái clip này nhiều người cho rằng là có một tin tức là Phương Ngọc Luyến từ từ đi theo Lam OK mất. Thì sau đây mình sẽ gửi đến cho mọi người. Mình không biết là ai đã đưa cái thông tin này, nó không hề chính xác, rằng Phương Ngọc Luyến vẫn đăng video bình thường mà có vài người, mấy đứa bạn đưa cái thông tin à, Phương Ngọc Luyến uống thuốc tự tử đi theo Lam OK mất à. Thì trong cái vụ việc này thì có người ghen ăn tức ở muốn Phương Ngọc Luyến mất thật với vừa hài lòng. Thì cái này mình chỉ lấy lại cái thông tin từ saovietnam.com, tin 24 giờ và trên các fanpage. Thì khi mà cái thông tin này mình cập nhật lại thì nó không hề đúng. Khi mà có nhiều người cho rằng Phương Ngọc Luyến uống thuốc tự tử đi theo Lam OK mất, thì cái này mình đoán này không hề chính xác 100%. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thông tin này đi từ trước đến giờ thì nó quả thật đi sâu vào cái tâm lý của một con người. Một cái thông tin, một cái chính sách không hề đúng với cái sự việc của nó. Thì anh em nên hiểu rằng những cái thông tin ấy, những cái trong cái phạm vi mà mình biết ấy, thì một cái trang mạng thế giới ảo nó không hề chính xác. Đấy. Khi mà Lam OK đã mất từ rất lâu rồi, cũng sắp được nửa một tháng nay rồi, có nhiều người họ vẫn cứ đăng thông tin này nọ về Lam OK nhằm câu like, câu view để mà nói về những cái bí mật, những cái thông tin mà chúng ta nên cần biết, chúng ta nên hiểu những cái câu chuyện, biết ít nhưng mà chúng ta hiểu nhiều về cái vấn đề nó nằm sâu trong đấy là được rồi. Chứ chúng ta không hề muốn moi cái thông tin nó không thật, nó không chính xác về những cái vấn đề mà chúng ta biết về nó. Khi mà nhiều người cho rằng tung cái thông tin này, tin đồn ấy, rằng là Phương Ngọc Luyến mất đi theo Nam OK, thì cái này không phải là chính xác, nó không phải là đúng với thực tế. Nhiều người khi mà trong khi đấy mà Phương Ngọc Luyến vẫn còn là làm những cái video cho mọi người coi mà thậm chí không hề có vấn đề gì, mà có nhiều người cho rằng là Phương Ngọc Luyến mất vì sao, vì lý do gì, vì nhớ Lam OK quá uống thuốc để mất đi theo Lam OK, để bầu bạn với Lam OK. Thậm chí mình cũng không dám khẳng định rằng cái thông tin này nó là 100% đâu, cái thông tin này không hề chính xác anh em. Vậy nhiều người họ ghét, họ không muốn cái người kia nó hơn mình. Đấy. Cho nên là anh em nên hiểu rằng một vấn đề nó nằm sâu chuỗi đằng sau ấy. Một cái vấn đề nó khá là dài. Rằng Lam OK cũng là một idol của fan rất nhiều người quan tâm. Rất là nổi ở trên mạng xã hội, TikToker nổi tiếng, đạt hơn 1 triệu người follow, rất nhiều người quan tâm. Tuy mà Lam OK đã mất rồi nhưng mà rất chi là nhiều người bây giờ lại muốn cuốn theo Phương Ngọc Luyến. Có rất chi là nhiều người cho cái thông tin rằng Phương Ngọc Luyến tự tử, uống thuốc tự tử đi theo Lam OK, thì cái thông tin này không hề chính xác. OK nhá, thì cái thông tin này mình đưa đến mọi người, gửi đến mọi người cái tin nóng mới nhất ấy. OK, mọi người xem video của mình nhớ like, subscribe,
mọi người có ý kiến thắc mắc gì ấy, nhớ để phần comment dưới phần video cho mình để mình giải đáp thắc mắc cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Nhớ đăng ký và like, subscribe, chia sẻ cho mình nhá. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.